Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là tối ngày 24 tháng 6 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và hôm nay thì bên em lại về sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm nào bên em thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối bên mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được Samsung. Con này là Samsung S7e. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.600.000. Thì mình sẽ nói qua về cấu hình con này S7e. Thì là cấu hình con này là bộ nhớ trong con này là RAM 4GB nhá. Này, S7e. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Con S7e này thì màn hình cong rất là đẹp nhá. Đây. Máy màu bạc nhá. Con máy này thì là con máy còn zin áp suất nhá. Con này lưng với cả viền rất là đẹp này. Lưng với viền thì như mới. Có mỗi cái mặt kính thì khách kiểu người ta không dùng cường lực ấy, không dán cường lực ấy. Thì mặt kính thì có hơi bị xước phẩy một chút nhá. Đây. Hơi phẩy một chút này. Sản phẩm Samsung S7e thì nó có hiện cái đồng hồ nổi, đồng hồ giờ này, ngày tháng nổi này. Và sạc phần trăm pin rất là tiện lợi nhá. Đấy, các bạn mà buổi tối các bạn nhìn lên các bạn không phải bật sáng màn hình, các bạn có thể nhìn và xem được giờ nhá. Đấy, mặt kính thì hơi bị phẩy kiểu khách người ta không dùng cường lực ấy. Một chút nhá các bạn nhá. Thì dùng thì không vấn đề gì. Màn thì đẹp nhá, không ám ố nhá. Đấy, màn đẹp không ám ố. Con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2.600.000. Máy là còn zin áp suất các bạn nhá. Nên các bạn cứ yên tâm về sử dụng nhá. S7e thì ngày xưa con này siêu phẩm nó cũng là gần 30 triệu nhá. Lúc thời điểm mới ra này rất gần 30 triệu. Hôm nay thì bên mình thanh lý bạn với giá chỉ với giá 2.600.000 đây ạ. Đây. Camera rất là phê, rất là đẹp nhá, rất là trong trẻo nhá. Màn hình cong rất là tuyệt vời này. Đấy, các bạn mua về tặng cho bà xã hoặc là người yêu dùng rất là ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7s này, các bạn nên tay hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo, đây số này mình dùng Zalo. Và hai, các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng, các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và ở xa thì bên mình có ship. Và quanh khu vực Hà Nội thì bên em cũng có ship, nói chung là luôn trong ngày nhé. Và sản phẩm bên mình thì có lỗi được một tuần và bảo hành là 6 tháng cho bạn. Nên các bạn cứ yên tâm. Mọi chi tiết lỗi thì các bạn có thể là gửi qua địa chỉ cửa hàng nhà mình đây. Tên và địa chỉ cửa hàng mình đây. Và mình xem và hỗ trợ và khắc phục cho bạn nhé. S7e đấy ạ. 2.600.000. Đợi hôm nay thì mình về được mỗi một chiếc duy nhất. Hàng này bây giờ nó hiếm lắm. Mãi mới về được một con cơ. Đó, rất là hiếm ạ. Và hình thức mua hàng bên em rất nhiều hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn lại chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn lại chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán các bạn phải cọc phí ship cho mình 50.000 và 100.000 tùy theo mức giá sản phẩm. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, con này là Samsung A8 2018 này. Đấy, A8 2018. Đấy, A8 2018, con này là bản 2 SIM nhá. Đấy, con này là bản 2 SIM này. Cấu hình con A8 2018 này thì là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB, pin con này là pin 3000, có hỗ trợ sạc nhanh, màn hình là 5.6 inch. Đấy, HD cộng này, Full HD cộng này. Chip là chip Exynos, dùng rất là tuyệt vời. Đấy. Con này thì là máy đã được lên 2 SIM nhá. Đấy, A8 2018 đấy ạ. Hình thức con này còn độ 90%. Lưng và màn hình thì còn 90%. Chỉ có mỗi bị cần một tí góc ở đây thôi. Đây, có mỗi 2 tí góc thì hơi cần một tí thôi. Con này thì bên em đang bán cho bạn với giá là 2.200.000 nhá. Đấy, 2.200.000. Chỉ với 2.200.000 thì các bạn đã sở hữu sản phẩm Samsung A8 2018 đấy nhá. Máy màu xanh rất là đẹp ạ. Này, máy màu xanh. Con này thì chỉ bị phẩy tí góc này thôi, hai tí góc này. Còn trên tất cả rất là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 màu xanh này, các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất. Đấy, màu xanh rất là đẹp nhá. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được chiếc sản phẩm iPhone 7 này. Đấy, hôm nay nhà mình về được chiếc iPhone 7 nhá. Đấy, iPhone 7, con này là bản VC/A này. Đấy, dung lượng là 32GB nhá, iPhone 7 đấy ạ. Đấy, pin con này thì là còn rất là ok nhá. Đấy. Pin này rất ok. Pin con này là dung lượng tối đa 100% nhá, con này pin mới luôn nhá. Đấy, con này thì là khách đã thay pin mới này. Đấy. Hình thức là máy đẹp là trên 90% các bạn nhá. Con này thì chỉ phải mỗi tí thôi. Đấy, phải mỗi tí thôi. Đấy. iPhone 7 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhá. Máy màu gold, hình thức là máy đẹp là trên 90%.
Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 này các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá. 7 màu gold 32GB. Bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3 triệu đồng, rất là rẻ nhá. Đấy, iPhone 7 3 triệu đồng ạ, rất là rẻ đấy nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay, nhà mình về được có ship sản phẩm là Oppo A3s ạ. Đây. Oppo A3s thì cấu hình là RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Con này thì là màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột ạ. Màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột. Hình thức là máy đẹp là còn 90% này. Con này màu đỏ này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.750.000 nhá. Đấy. 1.750.000 các bạn sở hữu sản phẩm Oppo A3s, pin là hơn 4.000, màn hình là hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột. Đấy, rất là ok ạ. À. Hai sim hai sóng nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s này các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá. Và tiếp theo là sản phẩm Oppo A5s. A5s thì hôm nay mình vừa mới về được con này xong. Con này thì mà bản màu xanh, máy rất là đẹp nhá. Oppo A5s. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB ạ. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì hình thức là máy đẹp là trên 90% nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này các bạn nhớ tay hàng mình là sớm nhất. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 2.200.000 nhá. Con này thì lồng pin cũng là hơn 4.000. Màn hình thì hơn 6 inch, tràn viền tai thỏ tai chuột đấy ạ. Đây, tặng kèm cho bạn cứng lực và ốp dẻo luôn nhá. Đấy, con này thì hôm nay mình thầu khách có cả ốp luôn, khách dùng ốp rất là dữ này. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s thì các bạn nhận hàng liền sớm nhất nhá. 2.200.000 nhá, rất là rẻ các bạn lựa chọn nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hôm nay nhà mình còn mỗi một chiếc S7 này. Đấy. S7 này. Đấy. S7 thì con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.850.000. Thì bên hôm nay thì bên em còn mỗi một cây này nhá. Đây S7 ạ. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.850.000. Đây, máy màu gold. Hình thức là máy đẹp là 90%. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7 này các bạn nhận hàng là sớm nhất nhá. S7 1.850.000. Nhà mình còn một chiếc duy nhất màu gold đấy ạ. Rất là ok. Bọn này dùng thì rất là thích nhá. Những sản phẩm Oppo, Samsung này các bạn chịu đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về tiếp tục được con Nokia này, xem mình con Nokia này. Con này là Nokia 5 nhá. Nokia 5 TA1153. Nokia 5 này con này thì bên mình đang bán bạn với giá là 1.100.000 nhá. 1.100.000. Đấy, rất là rẻ nhá. Đấy, năm 2020, điện thoại rất là rẻ. Nên là mình khuyên thì trên cộng đồng mạng xã hội thì đang có bài viết là khuyên các bạn đi mua, nên đi mua hàng online. Nóng nực này các bạn, có người mang hàng tại nhà. Đấy, các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Đấy, rất là đơn giản. Lỗi thì cũng có bên chủ shop bảo hành rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm sử dụng nhá. Đấy, các bạn nên đi mua hàng online. Tại vì mua hàng online thứ nhất lợi như nào? Thứ nhất các bạn không phải đi ra ngoài mua này, có người mang hàng về tận nhà này. Và thứ hai là các bạn đi mua hàng online thì rẻ rất nhiều so nhiều tiệm. Thề về tiệm các bạn mua những sản phẩm này mà ra tiệm nó phải đắt hơn đến từ 500.000 quay về. Đấy, mình khẳng định với các bạn, có những con tiền triệu cơ và những con là 500.000 cơ. Đấy, tại vì bán ở trên online này thì thứ nhất là giá, thứ nhất là rất là cạnh tranh nhau. Thì các bạn đi mua hàng online thì nó thật với các bạn là quá là người am hiểu về công nghệ, các bạn quá về tinh về công nghệ, các bạn quá là thông minh. Các bạn đi xem hết shop này, các bạn sang shop khác, các bạn cảm thấy giá bên này hợp lý và máy bên này ok, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua chủ shop để mua bán, rất là tiện lợi, rất là rẻ. Thì lời khuyên chân thành của bên mình nhất là các bạn nên đi mua hàng online nhá. Đấy. Nokia 5 1.100.000. Đấy, giá lợn chết cho các bạn nhá. Nokia 5 này rất là rẻ. Thì vì mua hàng online này giá rất là cạnh tranh nhau và giá rất là rẻ. Thì các bạn mua hàng thứ nhất là vừa chất lại vừa rẻ. Các bạn tội gì các bạn phải ra cửa hàng đâu. Có người mang ra tận cửa hàng cho các bạn. Đây, và sản phẩm Vivo Y53 này. Vivo Y53 thì hôm nay nhà mình vừa mới về được con này xong. Máy màu gold. Hình thức là máy đẹp còn 90%. Vivo Y53 này thì bên mình đang bán cho các bạn với giá là 900.000 nhá. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 16GB. Đấy, Vivo Y53 đấy ạ. 1 triệu, à gì nhỉ, sorry các bạn, là 900.000 nhá. Đấy, giá quá học sinh. Nhà các bạn mà có học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, hoặc là các bạn học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3, các bạn nên mua sản phẩm mà cũ giá rẻ này. Các bạn đi học ấy thì không bị mất. Thì rất là ok, rất là
i53 95k giá lợn chết nhé. Và đây là con Samsung Z5, à đây là con Z gì nhỉ? Samsung này là Z2 Pro, rồi mình sẽ xem con này là Samsung gì. Đây Z2 Pro đấy, Z2 Pro. Con này là bản công ty 2 SIM. Con này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là gì nhỉ? 1 triệu đồng nhá. Z2 Pro, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 1 triệu đồng ạ. Z2 Pro. Và nào thích sản phẩm Samsung Z2 Pro này các bạn nhắn hàng về sớm nhất nhá. Giá cực kỳ lợn chết nhỉ, Z2 Pro đấy ạ. Đấy. 1 triệu đồng nhá. Và đây là Z5 Pro, Z5 Pro hôm nay mình vừa mới về con này xong. Máy màu đen, hình thức là máy đẹp là trên 90%. Con Z5 Pro này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.600.000, 1.600.000 đấy ạ. RAM 2GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là Z5 Pro, con này là bản 2 SIM 2 sóng nhá. Z5 Pro 2 SIM 2 sóng 1.600.000 đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro nếu các bạn nhận hàng thì sớm nhất ạ. Z5 Pro các bạn dùng quá là tuyệt vời luôn, quá là phê luôn nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ về con Vivo đấy ạ. Để mình xem là con này là Vivo gì nhé. Máy màu đen, hình thức là máy đẹp còn 90%. Mình sẽ xem Vivo gì đấy nhé. 1808, con này là Vivo i81 nhé các bạn nhé. Mình sẽ xem về không gian lưu trữ này. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màn hình là hơn 6 inch nhé. Tràn viền tay thỏ tay chuột. Con Vivo i81 này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.900.000 nhé. Đấy, chỉ với 1.900.000 các bạn đã sở hữu sản phẩm Vivo i81. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Giá cực kỳ là lợn chết cho các bạn nhé. Những sản phẩm Vivo, Oppo này các bạn chỉ đập máy mới hỏng thôi. Còn bình thường lỗi vặt rất ít nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên em lại về ít sản phẩm điện thoại cũ dành lý giá rẻ này. Thì các bạn nào chưa ưng sản phẩm của mình thì các bạn sẽ đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và bên mình là sẽ mỗi tối sẽ ra clip thanh lý cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên. Và bây giờ thì cũng muộn rồi. Thì chúc các bạn đang xem video mình buổi tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy phúc. Và tất cả sản phẩm bên mình thì có báo giá trực tiếp. Thì các bạn ưng và thích sản phẩm bên mình các bạn thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình nhá. Hoặc là gần địa chỉ cửa hàng mình các bạn thể là phi qua trực tiếp cửa hàng của mình. Hoặc là quanh quanh khu vực cửa hàng mình bên mình thì có ship cho các bạn nhá. Đấy. Và hẹn các bạn lại vào clip vào tối ngày mai nhá.